Thưa sư, có ít thời gian thì nên chọn bộ Thanh Tịnh Đạo hay Đại Phật Sử để học. Quý vị ít thời gian mà quý vị vớt cái bộ Thanh Tịnh Đạo hay Đại Phật Sử là quý vị cũng ngon à. Ít thời gian thì mình nhai cái bộ nào nó tương đối nó mềm thôi, chứ hai bộ kia thì nó cũng hơi căng. Sư thì sư khuyến khích là nên đọc bộ Mi Tiên Vấn Đáp. Thì sẽ nhẹ nhàng dễ nhai hơn cho quý vị.